Diễn viên Nam Trà, cuộc đời trái ngang có ba mẹ đều đi tu và hành trình trở thành quán quân Cười Xuyên Việt. Những ai yêu thích nghệ thuật hát lô tô chắc hẳn không còn xa lạ với cái tên Nam Trà. Anh hoạt động ở các đoàn như Sài Gòn Tân Thời, Hương Nam và được yêu thích bởi phong cách duyên dáng, hài hước. Ngoài ra, Nam Trà cũng là một diễn viên quen thuộc với khán giả trong một số bộ phim về đề tài đồng tính. Nam Trà và hành trình lột xác trở thành quán quân Cười Xuyên Việt. Nam Trà tên thật là Tạ Quang Thịnh, sinh năm 1992 tại Cai Lậy, Tiền Giang. Anh tự lập từ nhỏ, 12 tuổi đã rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh học nội trú, mê diễn, mê hát từ sớm, nhưng vì không có ai hướng dẫn nên hành trình theo nghề của Nam Trà khá chật vật. Khi còn là sinh viên, anh từng lén nộp hồ sơ thi vào trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, nhưng do không được ôn luyện nên rớt từ vòng gửi xe. Không từ bỏ đam mê, Nam Trà tiếp tục theo học ngành quản trị kinh doanh, đồng thời chăm chỉ tham gia các cuộc thi văn nghệ của trường và tranh thủ đi hát ở các quán cà phê vào cuối tuần để kiếm thêm thu nhập. Sau đó, Nam Trà dần nhận ra ngành học mà mình lựa chọn không phù hợp với bản thân nên quyết định bảo lưu kết quả để theo đuổi đam mê của mình. Anh được một người bạn là diễn viên giới thiệu vào đoàn làm phim. Ban đầu, tôi chỉ làm những công việc lặt vặt, sau đó thì được giới thiệu làm phục trang, lo quần áo, giặt giũ cho diễn viên, rồi lại được một người anh dạy cho làm trợ lý đạo diễn. Trong lúc làm phim, tôi vẫn được ưu ái giao cho các vai nhỏ. Khi tham gia làm trợ lý cho phim Lô Tô, tôi gặp thầy Hữu Châu nên đã mạnh dạn xin học dự thính rồi đăng ký học chính thức. Nam Trà chia sẻ về hành trình bén duyên nghệ thuật. Sau khi phim Lô Tô ra mắt năm 2017, Nam Trà nhận được nhiều lời mời đi diễn. Chàng trai gốc Tiền Giang cũng bén duyên với công việc hát Lô Tô từ đó. Nam Trà cho biết thêm, trong thời gian học diễn xuất, anh vẫn tìm kiếm cơ hội đóng vai quần chúng, làm thêm ở cửa hàng quần áo, xưởng may của người quen để có tiền trang trải và đóng học phí. Bản thân anh luôn cố gắng hết sức để có thể vừa kiếm sống vừa theo đuổi nghệ thuật. Trong một cuộc phỏng vấn, Nam Trà cho biết nghề hát Lô Tô hội chợ vốn nhận nhiều định kiến về việc giả gái đi hát, ăn mặc khiêu gợi, lời nói tục tiểu. Anh cũng từng gặp không ít trường hợp khiếm nhã khi đi diễn. Dù chạnh lòng vì điều tiếng dư luận, Nam Trà vẫn tự hào về công việc và sự lựa chọn của bản thân. Nam diễn viên tâm sự, tôi tôn trọng những gì vũ trụ và ba mẹ ban cho mình. Tôi là gay, người đồng giới, không phải là người chuyển giới, nhưng khi hóa thân thành nữ, tôi thấy mình đẹp hơn, được mọi người yêu thích và có sự cuốn hút hơn trên sân khấu. Dù vậy, Nam Trà tâm sự rằng ngoài đời, anh vẫn mang hình dáng đàn ông và yêu thích điều đó. Mới đây, nam diễn viên gây chú ý khi giành chiến thắng trong một cuộc thi dành cho LGBT. Nam Trà cho biết sắp tới, anh sẽ bắt tay vào những dự án dành cho cộng đồng của mình. Anh chàng cũng ấp ủ ý tưởng về một trung tâm dạy các kỹ năng biểu diễn, nhảy, hát lô tô, trang điểm. Tôi mong sẽ có thể lan tỏa được tinh thần tích cực đến cộng đồng, Nam Trà chia sẻ. Sau một thời gian tham gia đóng phim, đi diễn Lô Tô, năm 2023, anh chàng quyết định tham gia Cười Xuyên Việt. Không ngừng tiến bộ và biến đổi qua từng vòng thi, Nam Trà đã xuất sắc vượt qua loạt đối thủ để trở thành quán quân tiếp theo của chương trình Hài Đình Đám này. Nói về hành trình đến với sân khấu diễn xuất chuyên nghiệp như Cười Xuyên Việt 2023, Nam Trà cho biết anh áp lực và gặp rất nhiều khó khăn. Tôi đã vượt qua một hành trình dài với 4 đến 5 tháng tập luyện cùng các đồng nghiệp để có được dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp. Một cuộc vượt khó với vô vàn thử thách, có đôi lúc những tưởng tôi không thể tiếp tục. Nhưng với đam mê, tình yêu thương từ khán giả, đồng nghiệp đã cho tôi sức mạnh cố gắng vượt lên, đến đích. Tôi vốn quen thuộc lối diễn ngẫu hứng trên sân khấu lô tô, nên lúc bước vào cuộc thi với sự chuyên nghiệp, mạn miếng chỉnh chu, tôi đã bị khớp và áp lực vì không bắt kịp nhịp độ, mạch diễn chương trình. Chính sự áp lực ấy khiến tôi mang tâm lý sợ hãi, lo lắng khi bước lên sân khấu và dần mất đi màu sắc cá nhân. Thời gian đầu, tôi lên sân khấu diễn chỉ biết chăm chăm vào độc thoại như trả bài vì phải nhớ kịch bản, nhớ thoại bạn diễn, nhịp diễn, mạn miếng và không gỡ được các bối rối. Tôi đã muốn bỏ cuộc. Nam Trà bộc bạch, nhờ sự nhiệt tình hỗ trợ từ đồng nghiệp thân thiết cùng sự tư vấn, truyền cảm hứng, Nam Trà dần lấy lại tự tin, nhiệt huyết của mình. Anh bắt đầu lột xác với những mảng miếng hài cài cắm duyên dáng. Tôi vô cùng biết ơn đến các anh chị nghệ sĩ lớn tuổi đã không ngại hỗ trợ và yêu thương. Tất cả đều gác lại công việc riêng, thậm chí là từ chối nhiều show diễn để tập luyện, góp sức cho phần trình diễn của tôi. Tôi cảm nhận được cái tình cảm mà mọi người dành cho mình. Họ thương mình vì tình anh em, tình đồng nghiệp và lửa nghề rất lớn. Anh Minh Nhật, chị Như Trúc, anh Hữu Đằng, anh Võ Tấn Phát, chị Mai Ca, chị Kim Nhã, bé Tư, mọi người đều dồn sức để giúp đỡ tôi, Nam Trà kể. Anh nói thêm rằng sau khi tham gia Cười Xuyên Việt mới biết bản thân phải học hỏi rất nhiều trong diễn xuất và sân khấu. Anh dự định tiếp theo sẽ đi luyện thanh, học thêm về diễn xuất, đài từ sân khấu. Cuộc thi là nền tảng và là nơi để tôi thấy mình cần cố gắng nhiều hơn, chứ không phải để hài lòng, thỏa mãn. Tôi phải có trách nhiệm với công việc, với khán giả và có sự đầu tư cho các vai diễn của mình, nam diễn viên tâm sự. Ba mẹ đều xuất gia.
Trong một chương trình truyền hình được ghi cách đây hơn 2 năm, Nam Trà từng khiến nhiều người xúc động khi hội ngộ cha mẹ và anh ruột tại quê Tiền Giang. Nhiều khán giả bất ngờ khi đấng sinh thành của Nam Trà đã xuất gia từ lâu. Khi hai anh em còn nhỏ, lâu rồi nhà mình không có ăn cơm chung, em âm thầm mời thầy với cô về ăn cơm chung với anh em mình. Anh nói trong nghẹn ngào khi cùng ăn cơm với người thân. Nam Trà xúc động chia sẻ vì đã hơn 10 năm gia đình không dùng bữa cơm chung với nhau nên anh đã gọi và mời thầy cô về dùng bữa. Sự hiện diện của cha mẹ khiến cả hai anh em không ngừng rơi nước mắt. Nam Trà cũng mang ra một chiếc bánh kem mừng tuổi cha mẹ vì mãi ở Sài Gòn ít khi về thăm nhà trong khi cha mẹ nương nhờ nơi tu hành nên chẳng mấy khi anh em được thổi nến cùng đấng sinh thành.